Xin chào thầy cô, video hôm nay thì em sẽ hướng dẫn các thầy cô cách để cập nhật cái dữ liệu đầu năm học lên trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành MOES của Bộ. Thì sau khi mà đã cập nhật hoàn chỉnh các thông tin liên quan đến trường, lớp, học sinh, giáo viên, cán bộ thì các thầy cô sẽ thực hiện đăng nhập vào hệ thống SMAX 3.5 bằng tài khoản quản trị nhà trường theo đường dẫn là smax.edu.vn. Thầy cô sẽ thực hiện vào mục hệ thống. Sau đó thì vào mục nộp dữ liệu lên cơ sở dữ liệu cấp sở. Ở đây thì thầy cô sẽ thực hiện chọn loại dữ liệu đối với những cái đơn vị trường lần đầu tiên nộp theo luồng từ SMAC lên cơ sở dữ liệu ngành của Bộ MOES, thì các thầy cô sẽ nộp theo thứ tự là cán bộ, lớp học và học sinh. Đầu tiên thầy cô sẽ thực hiện là nộp thông tin cán bộ. Thầy cô sẽ thực hiện tìm kiếm. Ở đây thì cô sẽ thực hiện click vào ô vuông nộp tất cả này. Sau đó thì cô sẽ thực hiện nộp dữ liệu. Hệ thống sẽ đang xử lý trong một vài phút. Ở đây thì khi hệ thống sẽ trả về là có lỗi xảy ra trong quá trình nộp, nộp thành công 25 trên 37 bản ghi, thì thầy cô sẽ thực hiện là tải file lỗi này về để xem chúng ta còn thiếu cái trường thông tin nào liên quan đến cán bộ, chúng ta sẽ thực hiện cập nhật nốt và sau khi cập nhật thì chúng ta sẽ thực hiện vào nộp lại. Sau khi mà đã nộp xong cái trường thông tin cán bộ thì thầy cô sẽ tiếp tục là vào cái mục là thông tin lớp học. Thầy cô sẽ tiến hành là tìm kiếm. Ở đây chúng ta sẽ thực hiện bấm vào nộp. Hệ thống cũng sẽ trả về file lỗi. Nộp thành công 7 trên 15 bản ghi, chúng ta sẽ thực hiện là tải file lỗi về và thực hiện cập nhật các cái thông tin còn thiếu. Và sau khi mà nộp xong cái thông tin về lớp học thì thầy cô sẽ thực hiện là nộp thông tin học sinh. Tìm kiếm ạ. Thầy cô sẽ thực hiện click vào cái ô toàn bộ danh sách này để chúng ta sẽ tiến hành nộp cái thông tin học sinh lên. Sau khi đã tiến hành nộp các cái thông tin lên thì thầy cô sẽ thực hiện là liên hệ với các đồng chí nhân viên của Viettel để có thể là hỗ trợ các thầy cô kết chuyển toàn bộ dữ liệu này lên với dữ liệu cơ sở ngành của Bộ. Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô.